có mặt tại Đại Ngãi, chính thức chạm vào cái dòng sông Hậu. Đây là một trong ba cửa, phía trước mặt tôi là Cù Lao Dung. Đây là dòng sông Bát Sắc của người Pháp gọi, bắt nguồn từ thủ đô Năm Bên, để mà đổ ra Biển Đông bằng ba cửa cộng với sông Tiền 6 cửa tạo thành là Cửu Long. Vâng, và sau cuộc hành trình từ sáng đến giờ, chúng tôi đã có mặt tại cái phà Đại Ngãi bên dòng sông Hậu. Đây ra biển khoảng chỉ còn 30 cây số nữa mà thôi. Hẹn gặp lại.